Rồi, ok, mình xin chào cả nhà. Mình bắt đầu trở lại với Mini Survival nha các bạn. Bắt đầu mình tiếp tục thôi. Ôi trời ơi, chỉ có một ngày mình không vào thì nó sẽ một tràn lan đại hải luôn anh em. Rồi, mình sẽ cái gì đây à? Nó mọc tùm lum với nhà mình luôn. Nhà mình mọc tùm lum hết trơn. Nào là cây, nào là cối gì tự lưa hết trơn. Ok. Hey. Mình sẽ coi cái nào mình cần thiết. Đây. Đéo vô được vải thôi. À, chúng ta sẽ chừa cái đường chúng ta ra nha các bạn. Mình đập cái súng này luôn đi. Rồi, ok. Hiện tại thì cái nhà mình cũng đã sắp sửa ok rồi. Tốn rất nhiều tài nguyên nha anh em. Ủa, mà tối rồi. Ôi trời ơi, chết mẹ rồi, hư mớ đồ của mình ơi. Mình ôi trời ơi. Ôi trời ơi, nó phá đồ của mình ông ơi. À, tại vì mình quên để ý giờ các bạn. À, tối mình không có cửa, mình không có cửa thì nó phá rất là nhiều nha. Đâu rồi, đó rồi. Mình không có cửa thì nó phá mình rất là nhiều. À, hư một số đồ chết cha mình rồi. À, tại vì mình không có cửa cho nên mình cũng để ý giờ phía trên. À, các bạn nhớ nhìn giờ, nếu không á thì nó vô, mình không có cửa thì nó sẽ phá banh cái nhà của mình luôn. Ôi giời ơi luôn, phá quá anh em ơi. Cái gì vậy? Đi hồi chắc chết nữa quá. Hiện tại thì nó phá quá. Các bạn nên bắn bà mở mít lớn lớn lên xíu để chúng ta biết được con zombie nó đi ở hướng nào, hoặc là nó phá nhà mình thì nó làm cái cọc 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 là nó đang đào nhà mình, nó phá đó các bạn. Ôi giời ơi, được con viên kim cương, nó chết cha mình rồi. Đó, nó lại nó giữ luôn con viên một mà nó lại nó giữ gì đấy thiệt chứ. Chán thiệt mẹ này, tao nóng mày rồi đó ngang. Trời trời, giờ lại thêm con nữa chứ, nó bò về nó giữ viên kim cương không, không lấy được luôn đó anh em. Anh em ơi, mình giữ cho nó đi xa xa xíu đâu, mình lấy viên kim cương này nè anh em. Chết con cụ. Ôi giời ơi, không lấy được mà còn lại sắp hết máu nữa chứ. Thôi mình về mình tăng máu đi, không đời mình tàn anh em. Giờ mình coi cái nhà mình nó phá cỡ nào rồi, không làm kịp cái cửa. Không quá, không còn một số đồ. Quá anh em. Chưa có tàn phế hết. Tí nữa mà là xong phim mình này.
Ok, chưa sao nhà ta còn y nguyên. Các bạn thấy không, tường vàng mình có rất là nhiều nhưng mà kim cương mình có rất là ít. Ủa sao con viên kim cương cha? Ôi giời ơi, chắc không làm được gì luôn anh em. Mình em cắt kim cương cái, ở mình cắt tường cái. Ok, mình sẽ đi tiếp tục. Hồi nãy bên kia có con viên mình không có lấy được, mình buồn quá. Ngay đây, được viên đây, hên quá. Cứ mà phải mỗi một đêm mình được 3-4 viên kim cương như thế này thì mà một chục đêm mình cũng có nhiều 3-40 viên. Đôi khi mình không có thấy viên nào luôn các bạn. Cho nên là mình rất là cực khổ luôn, rất là nản luôn. Thôi mình dành dụm chứ biết làm sao giờ. Các bạn thấy không, mình đảo hết map luôn, mình đi điều cái map luôn. Lẹ lên. Các bạn muốn mình giết nó hay là mình sẽ đi xuống? Các bạn muốn mình giết nó không? Hay là các bạn mình muốn đi lấy tiền? Thôi để mình đi lấy tiền đi các bạn. Còn kẹp luôn trời, tối luôn á, tới giờ luôn rồi. Trời trời, con ngựa bà nội nó thiệt chứ, thiệt chứ. Hết giờ luôn rồi, tối luôn rồi, lâu vậy trời ơi, lâu vậy, lâu quá anh em. Mình đã sải một con ngựa thần, mình không đi xuống được nha, chết mẹ tôi rồi. Ồ, đây con dân trung cương nè các bạn. Hôm nay có zombie không? Thì chứ lâu lâu mới gặp được con ngựa mà để mình kiếm tiền mà mình kiểu này là mình thua rồi. Kiểu này là mình thua rồi. Trời. Ô. Không được anh em ơi, không ổn anh em ơi. Bỏ hết các thứ đi. Mình phải bỏ tất cả đi. Rồi ngựa mất tiêu luôn rồi. Gặp con ngựa mà không có được ngựa ô. Ngựa đi. Chết nó đi bà nội. Quá nó thiệt chứ. Con ma cà tưng nữa kìa. Ma nó bắn chết luôn á. Xong rồi đại ca. Mình tình hình này mình thấy mình không ổn rồi đại ca. Mình tiếc cái là mình chết liền á. Đó, mình tiếc cái là mình chết liền á. Nửa cây máu, bắn cái nửa cây máu. Không có lấy được con ngựa mà cũng không có. Thật là vất vả luôn á. Ở đây nè. Thiệt chứ. Đó, tới nữa à. Bà nội cha nó thiệt chứ. Đấy, nó chết luôn. Thôi mình quay lại lấy viên kim cương cái anh em.
Có con ngựa mà lấy có con ngựa mà bắt nó vất vả thiệt nữa, gặp mấy ngã nữa bà nội nó thiệt chứ. Tao nóng chơi 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 rồi theo ổn rồi thì cái tức thôi đi, mất thời gian quá. Được tới cùng luôn á. Giết luôn á. Nóng rồi. Làm thịt mình luôn. Không cần phải nữa. Không cho nó xuống hả mày. Rồi, ok, mình sẽ đi về thôi anh em ơi. Rồi ok, video mình tới đây kết thúc. Hẹn gặp lại những video sau nha. Bye bye các bạn nha. Lần đầu mình giết con ngựa luôn. Rồi mình vô đây mình nồi mà hồi máu mình ok. Rồi bye bye.